Bị gì mày? Em đang suy nghĩ không biết có nên chụp hay không nè. Chụp đại đi. Không được, lỡ mà em chụp xong rồi có chuyện gì á, gia đình của thằng Nguyên biết được sự thật trường em sao? Trời ơi, sao em lo sao vậy My? Giờ không lẽ em tính dạy thêm suốt đời? Làm như em được mời chụp poster cho nhãn hàng nổi tiếng không bằng. Em chỉ là chụp quảng cáo cho trường em thôi à. Mà cái trường em nằm tuốt ở hốc bà tó, ai mà biết đâu. Anh này, anh nói gì chẳng thế nào anh coi thường trường của em cũng là trường đại học đàng hoàng chứ bộ. Anh phân tích sự thật thôi. Biết rồi. À, chú xin biết, chú ơi. Trời ơi, sao cái mặt của mình hôm thế này. Ôi, con nghĩ như đại học dân dân sao bự vậy, tháo ra giùm con đi chú ơi. Ủa, sao cái mặt của mình bự quá vậy trời. Dạ alo, cô ơi cho con hỏi phải văn phòng của trường đại học văn văn không cô? À, dạ con là Diễm My, hôm bữa con có chụp cho ấn phẩm của trường mình đó cô. Cho con hỏi là con tưởng là cái ấn phẩm đó mình chỉ lưu truyền nội bộ ở trong báo tường của trường thôi mà phải không cô? Hả? Toàn thành phố. Sao cô? Sử dụng hình ảnh của con một năm hả cô? Dạ con cảm ơn cô. Sao mà dán cái này luôn vậy trời? Chết tôi rồi. Để mình phá mấy cái tấm poster đó để cho gia đình của thằng Nguyên không có nhìn thấy được, biết không? Hai người chuẩn bị đi, em cũng lên chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị chiến thôi. Chết rồi. Đi thôi. Trời ơi, My ơi. Đi đây nè. Ôi, có cần thiết phải làm như vậy không? Chắc chắn rồi. Bây giờ ba chúng ta hãy cùng nhau hợp lực bằng mọi giá phải làm sao cho gia đình của thằng Nguyên không nhận ra cái bản mặt quen trên mấy cái tờ poster đó. Đi thôi. Nhưng mà hình ảnh của cô dán lan hết thành phố rồi. Sao bởi vậy? Mấy con á hả, hai người nè, ba chúng ta sẽ cùng nhau hợp lực đi. Sao hai người đi vậy? Ôi, em bình tĩnh đi. Anh nói em nghe làm gì? Em xin lỗi tại em rơi quá. Bây giờ em phải bình tĩnh em hiểu không? Anh thương em lắm. Em biết. Ủa gì vậy? Ai? Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi. Rồi. Để tôi nói ông phụ bà đi tháo những bó tơ ra. Anh Quốc, lớn rồi, làm người ai làm vậy? Đi ra phụ nó đi. Mở cửa ra em nói nghe nè. Anh Quốc, vô đi em. Anh xin lỗi My. My ơi, xin lỗi. Xin lỗi em My. Xin lỗi rồi chứ. I love you. Forever, anh xin lỗi. Sao hôm nay em đến dậy? Bữa con có công chuyện rồi, cho nên không có dậy được nha. Sao vậy? Bữa sau cô dậy bù, hôm nay nghỉ đó. Nhưng mà cô... Alo? Gấp chuyện gì mà gấp dữ vậy?
Ủa, anh Quốc vậy rồi hả? Thôi. Anh Quốc ơi. Nè, anh làm gì vậy? Anh Quốc, mở cửa ra đi, sao cứ trốn ra ngoài vậy, phải chịu trách nhiệm với em chứ. Nè. Trời ơi. Trời ơi, bày hả? Sáng sớm, sáng sớm. Ai Quốc, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Người đáng ghét thiệt chứ, không có phụ người ta gì hết trơn. Thôi, một mình à, là... Đừng mà cô Liễu ơi, đừng mà. Cô Liễu, cô Liễu. Sao em xuyên quá, hồi xưa mà xuyên vậy là đậu chừng nhân văn rồi. Cô Liễu ơi, cô Liễu. Được lắm, đúng rồi cô Liễu ơi. Ghét thiệt chứ. Tôi hả? Con người này lì lợm thiệt. Xé rồi lại dán, xé rồi lại dán. Đảm bảo hôm nay dán cái mới nữa cho coi. Mấy người tưởng tôi xé nữa hả? Hôm nay tôi không xé nữa. Tôi xé. Anh biết chuyện này từ lúc nào vậy? Từ lúc cô làm mất thẻ sinh viên. Hay đúng hơn, từ lúc cô bay từ cầu thang xuống. Ủa, cái này của ai đây? Thật ra lúc đó hả, tôi nhìn thấy thẻ sinh viên của cô rồi. Thấy rồi sao anh không nói cho mọi người biết hết luôn đi? Ủa, mắc gì phải nói? Chuyện đâu liên quan đến tôi đâu? Không liên quan tới anh. Thì chuyện này là làm sao? Cái này hả? Cái này thật ra có liên quan với tôi. Tại vì lúc ngồi buồn quá đó, chạy xe buýt không biết làm gì, tôi vẽ cho vui thôi. Anh đang chọc tức tôi đúng không? Ừ, rồi, đúng rồi. Tại vì bây giờ anh cũng đã biết hết cái điểm yếu của người khác rồi đó. Anh để dành đó là anh uy hiếp tôi luôn đi. Thật ra tôi không có cố ý lừa gạt ai đâu. Tất cả là chỉ do nó có cái gì đó nó trùng hợp rồi mọi người hiểu lầm. Thời điểm này mà cũng có thể... Mực ruồi hả? À không phải, thì ra là mực. Ui, để tôi chùi cho. Mà mình cứ tưởng trong giờ phút này mà. Tưởng gì? Kệ tôi đi, tôi đang lo lắng lắm đây nè. Thôi đừng có lo. Đối với tôi á, trường nhân văn hay dân văn gì cũng vậy thôi, đâu có gì khác biệt. Nhưng mà tôi hỏi cô câu này nha. Chẳng lẽ bây giờ cô sẽ đi vẽ tất cả xe buýt khắp thành phố này hả? Đúng rồi, nếu mà có chiếc nào mà có hình của tôi là tôi sẽ vẽ hết. Vẽ, vẽ đến chừng nào mà không ai nhận ra cái bản mặt này của tôi thôi. Với lại không ai biết chuyện này là được. Ê, mà anh hứa nha, anh hứa là anh đừng có nói cho ai biết cái chuyện này nha, được không? Được rồi, tôi sẽ không nói đâu. Cảm ơn nha. Cô cứ làm đi. Công ơn này của anh á, tôi khắc cốt y tâm luôn á. Được rồi. Kìa, có một chiếc xe đang tới nữa kìa. My, cô gái có tính cách vô cùng con nít, ngày ngày dẫn với công việc cùng một ý chí thép và sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên. Và cuối cùng, công việc đó đã thành công với 886 chiếc xe buýt có hình quảng cáo của cô đã bị vẽ bậy lên. Mặc dù vậy, nhưng sau khi chuyện này xảy ra, cái tên Diễm My trở nên rất nổi tiếng và ai ai cũng biết cô là sinh viên trường dân văn. Tôi thấy hình cô Diễm My của trường mình á, có ai cứ theo phá hoài. Như vậy là cái cách PA của trường dân văn mình không có hiệu quả. Bây giờ ta thử thêm một cách khác coi làm sao. Hay mình thử cách này xem sao.
hết rồi hả? Kênh YouTube Chuyện Lạ Đây Đó tuần này xin điểm qua những tin mới nhất. Những ngày gần đây, các poster quảng bá của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Dân văn bị vẽ bậy rất nhiều, nhưng không hiểu lý do vì sao. Cái thằng này để trả lại cho con cậu, trả lại con ý. Người ta đang coi mà. Coi gì quá rồi, hết quảng cáo rồi. Nào.